Hải đang gọi anh yêu của chú anh chị ơi. Rồi, 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 vậy là không có gắn đồ giả lên hả anh yêu? Không, không có gắn đồ giả. Chị gắn vô đi rồi gắn cái khác. Như thế nào chứ trong mộ là lo cũng không cho xài đồ giả đó. Vậy giờ sao? Rồi giờ ra giờ anh không có cho gắn bông giả lên đúng không? Thôi. Rồi 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 vậy thôi. Rồi đi làm luôn đi. Trời ơi, cái này đem về nhà mình gắn ở nhà cũng được. Mình kiếm cái cây mình nghe. Thôi giờ mình gắn cái gì mình để ở bên đồi của mình đi. Ờ để ở bên đồi. Được không? Cái gì bản đâu gắn, thôi ảnh không cho thôi. Ê em, thôi mình làm cái gì mình để ở phía ngoài này cũng được mà. Nào, thôi mình làm mình gắn mấy cây trước cái đầu mộ cậu kìa. Mấy cây đó cũng mộ của chú phải không? Đâu, cái cây không? Cây của chú mà phải không? Cậu không biết của ai. Cái này cây đào đó. Cây sau đó. Đúng rồi, cây đào kìa. Ờ đúng rồi, cây đó, cây cao cao đó. Ở ngoài, đó, ở ngoài không sao đâu. Cái tội ông Hải sáng có lòng của chú anh chị mua nó mua cái bông mai với bông đào định là gắn cái cây mai nhưng mà gọi anh yêu vợ chồng ưu tiên cúng đồ ăn chứ mà nó cái đó mấy cái như bông thẹt rồi còn mấy cái kia thì nhiều khi mình không cũng hơi sợ thôi làm bịch thôi nhiều quá hoa viên tâm giờ mình gắn ở ngoài đây cũng đẹp đúng không dạ không cho gắn cây mai mình gắn cây khác tội nghiệp không mình gắn cây tường vi em mua ở đây ở đâu vậy ngồi chợ anh sáng nay đi chợ á hả nhiêu hai bịch này bốn bịch là nhiêu à, có mấy chục ngàn à mấy bịch bốn bịch luôn hả bốn bịch ồ rồi nhưng mà cũng có làm rồi bịch hơn 10 ngàn là không ủa em mua bịch 40 ngàn bốn bịch đó bịch 20 ngàn hai bịch bịch là 10 ngàn quan trọng thì chỗ bán nữa. Hải mua này em bịch nhiêu? Tính mua vô đặng gắn lên cây mai của cậu nè cô chú anh chị. Mà bây giờ anh yêu gọi ảnh, ảnh không cho gắn lên đầu giả này là anh kia em gọi hay không? Thấy không hên không? Bữa rồi chị cũng nói rồi. Khán giả muốn quan trọng mận này đâu. Khán giả quan trọng mận này đâu. 5 phút rồi. Buồn à. Giờ gọi anh yêu thì ảnh lớn mình cái gì của ảnh mình cũng phải tôn trọng ảnh mình điện hỏi ảnh một tiếng đúng rồi ảnh cho mình thì mình gắn còn không cho thì mình khỏi gắn ừ. Đó, giờ thôi anh yêu nói thôi không có cho gắn đồ giả lên cô chú anh chị nó không có bán lá ta bây giờ anh làm sẵn hết à, lá nó bán riêng giờ chỉ quắn lên cây mai thôi mà anh yêu ảnh không chịu cho gắn đồ giả lên nên em không có gắn đến buồn hãy buồn 10 phút thôi mình gắn cây khác giờ gắn cây tường vi đi à, mình lại mình gắn cái cây trước đầu mộ cậu á cây đầu mộ là cây nào em cây trên đầu mộ là sao cây đào cây nào cây cây giống cây đào thì đó cây đó không không có lá nhiều giờ mình gắn bông đào không ý bông đào không bông mai mình gắn bông nào cũng được cũng sao đẹp mà. Ý là giờ mình muốn bông nào đặng mình xỏ cái bông đó vô chú này mình gắn cái chịu. Cây đó là cây gì mình gắn mai lên được không đâu em lại coi đó phù hợp không cô mai ha đầu kè ảnh lặt lá kè anh nói về ảnh lặt lá thẳng rồi kìa ừ, ông này phá dữ nữa ông lặt lá luôn rồi ông lặt lá luôn rồi hết ơi cái gì được cái lạc cái lá đó anh lặt chứ dạ. anh lớn em mà làm đúng chứ đâu làm sai đâu cũng chùa lá mà cô chú ơi hiện tại là đem lặt lá mai này lá mai này lạ lắm nha lá mai này lạ lắm anh em là giờ này là gắn mắt cái gì trang trí cũng đẹp mà cái này rồi ảnh không cho gắn cho khỏi gắn gắn khác để nó không nó vô nhằn dê mệt thì giờ mình gắn đây cũng đẹp mà đúng không Hải cũng trên đầu mộ chú nè rồi khán giả về cũng có chụp hình được dạ thôi giờ mình không đủ tuổi mình chơi cây mai bự giờ mình chơi cây mai nhỏ ảo ma Canada đúng không ơi mà ngộ quá ha người ta lặt lá thời gian mấy 10 ngày hay nhiêu mười mấy ngày sau nó mới ra bông còn nãy ra bông liền ồ được rồi đừng có lặt quá anh đâu vậy rồi ông lặt quyêu hết trơn luôn
Dạ mà dạ bữa nó là hai ông xin đôi lên là xử lý anh á. Được không? Cái này là của hai ông xin đôi đó. Ừ. Hai ông xin đôi. Hai ông cao lắm á, một te 1m80 mấy. Tức là anh vô phải shop anh mới biết được hai ông xin đôi vô đây. Bây giờ hai ông cũng không có tuổi luôn. Tuổi anh lớn không hai ông. Ủa mà sao cái bông mai này ngộ quá ha, sao nó hả? Nó trổ là hai bông quá. Trổ xin đôi. Thế em là vậy đó. Ta gắn một đầu hai đầu đó. Cho bông hấp bông cao thì nó mới đẹp. Như ta gắn có đầu mà, phải không? Em mày gắn cho nhiều cho đầy cây luôn. Nó làm caramel. Cái cây nào nữa mình gắn bông đào vô đó. Đó em. Gắn vô cây này luôn. Cây chỗ hai bông luôn. Con cây kìa. Ấy con chen nằm ở dưới đất nè. Đó. Cái này được ha. Cho nó xét luôn đi Hải. Gắn luôn đi. Chứ giờ không gắn cũng bỏ cũng không. Tính mua vô gắn cây mai cho cậu cho đẹp. Mà thôi điện anh nêu anh không chịu rồi thôi. Anh Hải gọi anh nêu hỏi ý kiến trước không? Tại của khán giả của anh mua vô mà mình đúng phải rồi. Hỏi anh tiếng. Đúng rồi. Tôn trọng hỏi anh tiếng. Em có công mà làm xong mà anh về anh thấy hỏi sao làm xong hỏi ảnh chưa tháo xuống gấp nó còn lại mệt nữa. Nên nãy chị nói với em nói thôi gắn lên đi chừng nào anh không chịu tháo xuống. Thôi gọi điện cứ gắn. Cái này anh gắn này thôi nha, có ví dụ như có ai kêu tháo xuống em gắn tháo nha Hải. Rồi ok. Cây này mà kêu tháo nữa thôi dẹp luôn. Không mày mình gắn mấy ngày Tết thôi chứ đúng không? Ở nhà năm nào cũng gắn ha, nó giờ đang làm nhà đó. Ồ, đúng rồi, bữa nghe anh nói anh đi mua mấy trăm ngàn mà phải không? Anh trang trí ở nhà mà. 1 ký mà một ký rẻ. 1 ký hả? Ký gắn mệt nghỉ. Tối cũng có bán ký nữa mà không mua bịch. Gắn nát nhà luôn. Gắn nát nhà luôn hả? Là anh lấy cái cây giả khác về hả? Cái cây giả mới gắn. Cái này để quý lật lá ra gắn lên. Ủa chứ cây đó nó không có bông hả? Bông hồn bếch tư quý đâu. Hèo. Hư đó. Chắc cây thiệt luôn mà. Tư quý là bông bốn mùa đúng không? Bông hết. Hả? Thua đông. Đẹp quá ha. Mấy anh giờ. Anh tính mua vô gắn thử 4 bịch mà nếu nó không đủ cây mai nó là rồi. Bông ở đâu? Mà giờ vô nêu anh không cho. Vô lấy bông ấy. Vô lấy còn bông hả? Nêu anh không cho. Lấy sỏ vô mèo. Lấy luôn bịch lên đây luôn mèo. Suối dậy nữa. Thấy không? Cái cây đẹp lên liền. Vô đi gắn hai bông đi rồi gắn. Ủa được mà, nó phải anh nó phí. Phí cho mà phí anh chửi cộng ló cái đầu nhét vô thôi gì đâu. Bởi anh nói mà anh chưa đủ tuổi mà anh cái là lớn tuổi thấy không? Đủ tuổi đây, đủ tuổi kinh nghiệm hả gì? Đúng rồi, tuổi kinh nghiệm mà. Để làm sao em có kinh nghiệm. Cái kéo ủa nó một về vậy hả? Nhìn đẹp chứ hả? Vậy ha, giỏi ha. Lúc qua mà không thích kinh. Mỗi sáng vô buồn 5 phút. Giờ vui chưa? Một chút thôi. Đẹp rồi phải không? Ờ, giờ gắn cái này cũng hỏng mà, nghe đầu mậu cậu cũng ngon. Thì dù sao cũng là gắn mà đúng không Hải? Chết rồi, lá rồi chết. Có lá luôn hả? Có trái à. Rồi, sở gì con? Biết sở không? Biết sở không? Này có chỗ để điện thoại. Cái đó gắn bông đào nha, chứ cây mai mà gắn bông đào vô đây kỳ lắm. Cây nào bông đó? Cây trang đó là bông đào. Ý là nó tượng trưng như bông đào, chứ cây mà nó vừa hồng vừa đè vừa vàng nó không đẹp. Chơi bông đào à, hai cây bông trang luôn à. Phải à, phải cái cây à, cái cây trang ở trong trong chậu mà phải mình gắn luôn hả? Đẹp chưa? Trời thở đây nhiều mà. Để gắn cây mai trước đi. Gắn hết cây mai đi. Quỳ hả lâu mỗi như vậy. Gắn một cây mai hai con đào đi. Đâu rồi. Đâu rồi, giờ đi gắn mai nào mà bị ủa sao mà anh xoáy vô đây được không? Bẻ đầu lại. Ở vậy. Không có kinh nghiệm.
cua cái này có kinh nghiệm đâu á, vậy mới lại học hỏi. Thôi có kinh nghiệm nha. Không có kinh nghiệm luôn. Chút quà mà mình qua đây làm ông đào đấy. Trời lớn luôn. Trời lớn luôn ngại luôn. Chị lấy dạ. Mai nó trổ lẹ chị. Mới lặt lần có chỗ không. Kéo bánh cho em mở kéo về chỗ không rồi. Mới lặt lá là chỗ bông liền. Đánh nhanh chút lọ. Cây này có lá này đẹp. Cây này chỉ bữa cây tường di mà nó ra bông mai ha, lạ ha. Cái này cái gì chồng? Tường vi. Tường vi hả? Nó ra bông giống như bông đào là ba chục nữa ra bông. Mình còn dậu bông bông trang bên kia nữa kìa. Đấy, mình làm này nhìn đẹp lắm nha. Đúng không mấy anh? Cái này nó đơn giản mà nó đẹp nha, chứ phải đơn. Hải ơi, à. Mình làm nguyên cái hàng này cái nó đẹp lắm á Hải. Ờ, trời nó bích luôn. Ừ. Bích luôn. Tới bến rồi ha. Bây giờ không cho gắn lên cây mai bự rồi làm sao nè. Cái này bùa Hải làm nguyên cái hàng này rồi để nhân giả vô chụp hình nữa nè. Dữ hả? Đẹp luôn, có hàng bông mai luôn. Anh muốn chụp mai chụp, anh muốn chụp đào chụp. Mai một phút rồi. Chú Tiểu biết sao mà Hải gắn đây không? Hả? Bông với lặt lá nở bông ra. Thôi ô, con mẹ đi dứt bực khứa chân luôn rồi. Nha. Gì mà em? Đừng có rứt, trời con rứt đây hết. Con biết làm rồi con chú. Nè. Đâu? Nè. Phải coi cái xanh này nè, nó mới xài được. Con hiểu không? Sao rứt nó vậy? Con mèo nó phá nhà mèo rồi. Mèo đi chơi đi mèo. Ủa sao rứt hết mấy cái rồi? Không biết, biết cho nó xích luôn cái màu xanh. Chết rồi. Có cái màu xanh nó quấn lại mới xài được. Không rồi cái này. Coi cái khi nào mà bông đào sen kẽ với bông mai đẹp không ta? Mèo, đừng phá nữa, đứng dậy đi chơi đi. Đây nào ra cái đó. Đó là hư hết mấy bông rồi. Giờ nổi bịch bánh đi. Nổi bịch bánh. Nổi bịch bánh. Mấy cái được bịch bánh rồi đó. Quấn vô lại. Người ngán luôn. Bực tí thế luôn mà nè. Người ta phụng đó mà tại người ta chưa nó lành mẽ. Chưa có kinh nghiệm đúng không? Mày rút kinh nghiệm sao? Người ta rút kinh nghiệm nha mày. Người ta rút kinh nghiệm nó coi. Còn nếu lần sau chưa rút kinh nghiệm thì đợi lần sau nữa. Đợi tới Tết rút kinh nghiệm coi. Quà nó kinh luôn á. Sao không bị lẻ không bông mai ra? Lẻ bông mai cho bông đậu. Ủa sao đang rớt cho bông mai rụng em. Rồi, nghe dặn đi luôn rồi. Quê luôn. Sao bị la. Sao bị la. Lê mà sao bị la. Ừ. Nhắn ở ngoài ngọn nhiều quá. Thì đó, nhắn ngoài ngọn nè. Mấy bữa có cậu không? Hình hư cái cậu rồi, trời cũng tiêu mấy ngày luôn. Hai anh em làm cũng thương nhau nha.
cây thiệt mà sao cái bông đẹp quá ta. Thấy đẹp phải không? Này phải lấy kéo cắt ra hả? Đứt cũng được nhưng mà đứt cũng có đứt. Nó yếu rồi đứt được. Lỡ phụ hải bên đây đi. Còn mai không? Cây đào. Qua tới cây đào. Có cây đào của ông Hải. Để máy đâu được ta? Quê chắc hay làm gì hả? Quê anh chơi bông thiệt không mà anh ơi. À, chứ quê thì... Chứ quê có bông thiệt. Con lâu có chơi bông giả, phải chơi bông thiệt. Bông giả để trên mấy cửa hàng. Ồ, cái bông hà, bông màu cà, bông màu hồng là đẹp quá ha. Nổi à? Nổi, bông mai. Ê, ê! Ui, trong xài ăn cắt lấy không nó còn vậy. Cái nhà thì máy sản xuất công kia lẹ lẹ chút nha. Anh Nam thấy sao anh Nam đẹp không anh Nam? Bất ngờ cây bông trang và cây tường vi trổ bông mai và bông đào. Anh Nam này em. Nam nào? Nam Tiểu hả? Nam đại ca giang hồ bên Hồng Kông. Lúc trước đây. Hỏi ý kiến. Vậy là cũng tranh thủ dữ à? Như sao? Tết mà. Thủ không ai coi cũng được. Chưa hiểu đầu đuôi hết hả? Cái đạo ta chưa hoàn thiện á. Có cái kéo bên luôn. Tầm luôn đi, cho đu nguyên hàng luôn. Cái này cũng đẹp mà. Của mình làm thôi chứ làm của người ta mệt à. Không làm cho nó đẹp đó, mấy loại đỉnh cao hiểu không? Để bạn. Ở đây thì cột cho. Sao tháo được, tôi làm sao cho coi nè. Đưa kéo đây, cái bớt đi. Đưa kéo lấy gì hết. Không biết gì vậy mà bị trộn nữa. Thấy ngọc gì thì mấy ông trong đó là ngọc như là nó đẹp liền luôn á. Dạ. Cái mai này nó không có tàn à. Cái mai này quanh năm luôn á. Mai nó không tàn. Nó phai màu chứ nó không có tàn. Khi nó phai màu.
nó đâu có tàn. Đó, quá đẹp. Tính mua mà đúng là tính nó không bằng trời tính thiệt chứ. Cái này là không phải trời tính nhưng mà tính không bằng anh yêu tính. Tính mua vô gắn cái mai cho cậu mà điện thoại hỏi anh yêu, mà anh yêu nói thôi một cái mai đợi không có cho gắn đầu giả lên. Thì của khán giả có nêu rồi điện hỏi nêu nêu nói vậy thì thôi mình khỏi gắn, mình gắn ở trên đây. Gắn trên đây cũng đẹp hả? Với lại cái cây này nó còn buồn, nó sắp chết rồi mà nó được bông về nó bằng rồi. Quá đẹp luôn. Đó, nãy giờ em nói rồi, anh em làm chung là phải thương nhau nghe, nói rồi đó. Anh làm sao giờ bà nói em, hai anh em mình có thể thương nhau kìa. Hay quá. Nãy là nhắc từ đầu rồi đó, mà giờ vậy đó. Giờ cây đó sao mà bông nhiều dữ rồi. Rồi còn nữa hả? Còn nữa kìa. Họ cho quán làm gắn đó không? Đang gắn nè. Nhà cũng đi đốt nhang cho khán giả rồi. Ai gọi? Bên kia đủ chưa? Có gì không? Bông nào không? Sao còn lẻ cái gì hả? Con mai đủ mà. Nè. Hết, xong rồi. Hoàn thiện rồi cô chú anh chị ơi, hoàn thiện mừng quá, mai có mai. Bùi Hải làm vườn hoa đào có đào mai cho chú. Đúng hai ông thợ này ở châu Âu về. Châu Âu về vài bữa gỡ cho mấy ông gỡ luôn. Không có gỡ đâu, ở đây của cậu mà ai đâu chưa gỡ hả? Anh nói rồi, anh chỉ gắn thôi cho anh không có gỡ đâu. Mà cái này không ai chưa gỡ đâu, anh nói thiệt. Đó, vườn mai đẹp quá cô chú ơi. Dạ rồi, thôi Bùi Hải cũng xin kết thúc video về đây. Rồi, rồi anh đứng này cho anh chụp tấm ảnh rồi. Xin anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog nha. Rồi, Ê, ba ba anh em vô tập chụp chung tấm ảnh em làm thumbnail quá ơi. Thấy thấy cây mai với cây đào. Chụp ra đứng này hả? Đâu cũng được. Sao ta? Sao mình lấy cảnh đẹp ta? Mình chụp vô lấy cảnh mộ cậu luôn. Vậy ha. Đó, mấy anh em mình vô đứng chụp hình lấy em dựng cái máy em lên coi. Ngọc vô coi Ngọc. Vô đứng ai lén đó coi đi chỗ nào là thấy đẹp ra ta. Rồi. Lấy khẩu trang ra. Tại xa không có thấy gì rõ. Quanh đây tí xíu anh bị dính cái qua đây là đúng rồi. Rồi hãy vô luôn đi. Ớt vô luôn, ớt vô luôn. Lại anh chụp giùm em. Ớt vô đi để tôi ngồi im đó đi, tôi lấy ba cạnh giống nhau ha. Rồi. Đào, đào, mai. Thấy chưa? Đẹp không? Thảo mai. Mai đào. Vì sao để cho thằng Hải ngồi bơ vơ rồi? Để anh chụp giùm em tấm hình coi. Ơi anh vô luôn đi để tôi chụp cho hết chưa? Chết. Cái gì? Chụp ba chụp cha chụp. Trời. Đó hù. Trời ơi, qua đào qua mai nở rồi mà không có ai tới. Rồi đó, chờ một tấm nha, để theo đừng hay cái điện thoại nha. Chờ lấy người ta to tí xíu. Chụp người căng thẳng. Rồi. Chị qua chị nhắn chụp giùm em tấm. Ok này. Ok. Lấy gần gần ở đây chụp cho đẹp. Ở cái góc đó đẹp bài. Thấy không? À. Em chụp góc này phải không? À, chỉ có góc nào đẹp đẹp đó. Rồi. Rồi. Góc này cũng đẹp nè. Lấy mắt cây mai vàng. Em đã lốt chung mấy hết không? Mấy luôn. Rồi chụp sao có em đẳng luôn á. Hả? Không có luôn á. Rồi chưa? Ngon, nhìn lên ngon.
cây. Rồi, hên quá. Trời. Đó, sáng nay thì bé đem hả gắn hoa mai nè, hoa đào. Bữa nay là có hoa mai, hoa đào cho chú nha. Đây là Bùi Hải gửi ra ý tưởng luôn nè. Và chúc cô chú anh chị đang xem kênh có một ngày tốt lành, đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để hiện tiên luôn đồng hành với cô chú anh chị trong những cái video sau ha. Đẹp quá ha, có thêm một cảnh để khán giả về check in rồi đó.